Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khóa Zalo. Thì khi mà các bạn sử dụng Zalo, các bạn cho người khác mượn máy mà chúng ta sẽ không sợ là người khác có thể vào ứng dụng Zalo để đọc tin nhắn cũng như là xem những cái nội dung riêng tư, thì các bạn sẽ sử dụng cái tính năng là khóa Zalo. Thì khi các bạn sử dụng tính năng khóa Zalo thì mỗi khi người khác vào ứng dụng Zalo của các bạn thì nó sẽ yêu cầu mật khẩu và cũng như là cần có những cái lớp bảo mật khác như là vân tay hoặc là khuôn mặt với những cái dòng máy điện thoại iPhone. Và để thực hiện được cái việc là đặt mã khóa cho ứng dụng Zalo hay còn gọi là khóa Zalo thì các bạn sẽ làm những cái bước sau cho mình. Đầu tiên các bạn có thể mở ứng dụng Zalo ở trên điện thoại của các bạn lên. Ở đây các bạn sẽ chọn vào phần là cài đặt trang cá nhân trong giao diện chính của Zalo. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào mục là cài đặt. Và các bạn sẽ chọn đến mục là tài khoản và bảo mật. Ở đây nó sẽ có mục là khóa Zalo, các bạn bật phần này lên. Tiếp theo các bạn bật tính năng là mã khóa này lên và lúc này Zalo nó sẽ yêu cầu chúng ta đặt một mã khóa gồm 4 chữ số. Các bạn sẽ nhập một mã khóa gồm 4 chữ số vào. Sau đó các bạn nhập lại mã khóa một lần nữa. Tiếp theo thì ở đây nó sẽ có thêm một cái mục là mở khóa bằng vân tay hoặc khuôn mặt. Các bạn có thể kích hoạt lên. Trường hợp là chúng ta không nhập mã khóa, các bạn có thể sử dụng vân tay hoặc khuôn mặt. Đặc biệt là những cái bạn mà sử dụng điện thoại iPhone thì chúng ta sẽ sử dụng khuôn mặt ở trên những cái dòng máy từ iPhone X trở lên, và những cái dòng máy sử dụng iPhone 8 Plus trở xuống thì chúng ta sẽ sử dụng thêm là vân tay. Ở đây thì nếu như các bạn cảm thấy mật mã của các bạn là một cái mật mã dễ đoán ra, các bạn có thể vào phần đổi mật mã. Lúc này các bạn sẽ nhập mật mã cũ vào và sau đó có thể nhập mật mã mới. Sau đó các bạn nhập lại mật mã mới một lần nữa. Như vậy là các bạn đã đổi được mật mã thành công. Tiếp theo thì nó sẽ có một mục là tự động khóa. Các bạn nên để chế độ là tự động khóa ngay. Thì khi các bạn để chế độ tự động khóa ngay, các bạn thoát ra ngoài. Sau đó các bạn quay trở lại ứng dụng Zalo. Ngay lập tức điện thoại nó sẽ yêu cầu là mật mã hoặc là vân tay. Trong trường hợp này thì mình sẽ nhập mật mã trước. Rồi, hoặc là các bạn có thể để chế độ là 5 giây, 10 giây. Thì khi các bạn để chế độ 5 giây hoặc 10 giây thì Zalo các bạn nó sẽ không khóa ngay. Thì nó sẽ phù hợp hơn trong trường hợp là các bạn thường xuyên sử dụng và không muốn mỗi lần vào thì nó sẽ cần phải nhập mật khẩu. Còn nếu như các bạn muốn bảo mật cao nhất, tốt nhất các bạn nên để chế độ là khóa ngay. Bây giờ thì các bạn có thể là thoải mái cho người khác mượn điện thoại mà không sợ là họ vào ứng dụng Zalo để xem tin nhắn cũng như là xem những cái hình ảnh riêng tư ở trên ứng dụng này. Và bây giờ thì mỗi lần mà các bạn không muốn sử dụng tính năng khóa Zalo nữa, các bạn sẽ tắt nó đi bằng cách là các bạn sẽ quay trở lại ứng dụng Zalo, chọn ở phần là tài khoản và bảo mật. Tiếp theo chọn ở phần là khóa Zalo. Và lúc này các bạn nhập mật khẩu một lần nữa. Bước này các bạn tắt chức năng đặt mã khóa đi. Và như vậy thì Zalo các bạn sẽ sử dụng bình thường và nó sẽ không yêu cầu mật khẩu mỗi lần các bạn truy cập vào nữa.